Ai bảo hắn tu tiên chương 696, băng linh căng, tuyệt thế thiên tài. Bất hủ tiên tử cảm thấy tạ an nói phi thường có đạo lý. Loại chuyện này xác thực phi thường dễ dàng nghiện, nàng liền thường xuyên mang theo Khương Liên Y cùng Ngao Linh làm như vậy. Lục Dương trong lòng tự nhủ ta liền biết ngươi tạ an có vấn đề, đại hạ không có tên ăn mày, lão khất cái là ngụy Trang, ngươi tiểu ăn mày liền thật là tên ăn mày sao? Cái này còn thảo nghiệm cái gì phẩm hạnh? ai khảo nghiệm ai cũng nói không chính xác. Đái sư huynh ngươi cho cái gì phá danh sách, người đầu tiên liền không bình thường. Vậy chúc tôn giả ngài tu luyện vui sướng, hai người chúng ta đi trước. Lục dương cho lão mạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn vừa rồi đầu óc không dùng được, ngay trước mặt xảo nhi, nói toạc ra tạ an thân phận, ảnh hưởng tạ an trâu già gặm cỏ non, Chục dạ lợi hại. Hai người rút lui rời đi miếu hoang. Chờ một chút. Tạ An thần sắc bất thiện nhìn xem Lục Dương, tiểu tử ngươi ngay trước mặt xảo nhi gọi ta chân thân, ta ngày sau còn như thế nào cùng xảo nhi ở chung. Xảo nhi biết được Tạ An là độ kiếp kỳ đại tu sĩ về sau, thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên là bị chuyện này hù dọa. Tiền bối ngài có cái gì sự tình? Lục Dương trên mặt chất lên tiếu dung, phải nhiều cung kính liền có bao nhiêu cung kính. Đã ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, ta cũng không thể keo kiệt, dạng này, ta đem cảnh giới áp chế đến Nguyên Anh Sơ Kỳ, chúng ta tranh đấu một trận, để ta dạy một chút ngươi như thế nào chiến đấu. Lục Dương Tiền bối ngài nếu là muốn đánh ta có thể nói thẳng, không cần như thế lớn phí trắc trở. Có đánh hay không? Tạ An hiển nhiên là có tiền bối khí độ, không lấy cảnh giới đè người. Lục Dương thở dài, nhìn dạng này là nhất định phải đánh. Vậy liền xin tiền bối chỉ giáo. Hai người đi ra miếu hoang, nơi này là ngoài thành, Hãng hữu người đi đường, bằng không thì miếu thờ cũng sẽ không rách nát. Tạ An giải khai một bộ phận áp chế, cảnh giới từng cấp kéo lên, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh sơ kỳ. Hắn lấy đại pháp lực mô phỏng ra đã từng nguyên anh kỳ dáng vẻ, thậm chí nguyên anh đều mô phỏng ra. Mô phỏng nguyên anh kỳ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, hắn lần trước khôi phục đạo tâm thời điểm cứ làm như vậy qua. Lục tiểu tử, đến. Tạ An triển khai tư thế có tiền bối phong thái, để Lục Dương đi đầu xuất thủ. Lục Dương không dám kinh thường, lấy thanh phong kiếm đối địch, trúc kiếm như nước, kiếm mang vô cùng sắc bén, tinh khí thần hợp nhất kiếm ý mờ mịt, lệnh thiên hạ kiếm tu xấu hổ. Hảo kiếm pháp Tạ An nhãn tình sáng lên, tiểu tử này so với lần trước khánh điển cùng thiên đình giáo đại chiến lúc kiếm đạo trình độ lại lên một tầng lầu. Gia nhập mình là chân chính nguyên anh kỳ, thật đúng là không phải đối thủ của tiểu tử này. May mắn hắn hiện tại là có được độ kiếp kỳ ánh mắt nguyên anh kỳ. 3. Roi chính khúc quật, đầu roi đánh vào không khí bên trên, lôi quang văng khắp nơi. Roi chính khúc lấy nhô thắng cương tựa như trong nước giao long, biến hóa vô tận, khó mà suy nghĩ, roi thoáng đụng vào thanh phong kiếm, liền khiến cho mũi kiếm chết đi, nhận chức này một kiếm lớn bao nhiêu uy lực, đánh không trúng đều là vô dụng. Lục dương cổ tay rung lên, trường kiếm hóa thành bốn chui, không phân rõ cái nào một thanh mới thật sự là thanh phong kiếm. Kiếm quang tụ tập kiếm khí, từ cửu thiên rủ xuống, cùng trong nước giao long truyền đấu cùng một chỗ, đánh khó hòa giải. Lại có Tam vị chân hỏa cùng kim điểu chân viêm song song bay ra, nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, không khí cháy bỏng vặn vẹo, Tạ An miệng phun tử lôi, lôi hỏa chạm vào nhau, phát ra giống như thiên băng địa liệt tiếng oanh minh. Lục Dương Hỏa địa lao đem Tạ An vây ở dưới mặt đất, Tạ An cười ha ha một tiếng dưới chân sinh ra vô số thủy long xông phá lồng giam lục dương lấy phân thủy thuật hóa giải thủy long còn chưa đụng phải lục dương liền hóa thành khí thể tiêu tán tại khí bên trong lục dương chui xuống dưới đất song sinh tịnh đế liên nở rộ sinh ra song sinh tử hai người hai kiếm đồng thời công kích tạ an tạ an bước chân xê dịch tại hai kiếm khe hở bên trong sen kẽ đồng thời mi tâm bay ra một con nguyên anh cầm trong tay roi chính khúc cùng hai cái lục dương đánh nhau ở cùng một chỗ hai người đấu pháp, đánh khó hòa giải, bất phân thắng bại. Hảo tiểu tử, thật đúng là có thể đánh với ta có đến có về. Tạ An nhếch miệng lên một vòng âm lãnh mỉm cười, bất quá ngươi cho rằng ta liền chỉ biết những vật này. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút có độ kiếp kỳ kiến thức nguyên anh kỳ đáng sợ đến cỡ nào. Tạ An chân đạp thái thượng vô cực bộ, lấy bộ pháp phát họa ra đại trận, trong đại trận linh khí sao động, bùng đất sụp ra, cỏ cây điên cuồng tăng trưởng, bộ này trận pháp có thể trong phạm vi khống chế hết thảy cỏ cây, đối với trận pháp tinh tế độ có rất cao yêu cầu, là Nguyên Anh Kỳ vô luận như thế nào đều không thi triển ra được trận pháp. Cỏ cây điên cuồng lôi cuốn lấy nặng nề bùng khối, trên cùng còn có nắm giữ roi chính khúc Nguyên Anh, phong kính hết thảy đường lui. Phá! Lục Dương khẽ quát một tiếng, thanh phong minh nguyệt kiếm đồng thời chém ra, mảnh gỗ vụn nổ tung, chém ra một chỗ lỗ hổng, còn chưa chờ lao ra, liền bị căng vọt cây cối ngăn chặn lục dương phóng lên tận trời muốn rời khỏi phía trên lại có tạ an nguyên anh phong tỏa căn bản không trốn thoát được lục dương hâm mộ nhìn xem tạ an nguyên anh cầm trong tay roi chính khúc chiến đấu mình vô địch anh làm sao lại sẽ đánh chính mình đợi lát nữa giống như vô địch anh không chỉ có thể đánh chính mình tiền bối đắc tội lục dương thi triển công pháp cắt ra cùng vô địch anh liên hệ đem vô địch anh đưa đến tạ an đan điền tạ an cười ha hả ngươi nếu là có thủ đoạn sử hết ra để cho ta xem, nhìn ngươi có vân chi mấy phần phong thái. Ngoạ tào đây là cái gì? Tạ An còn chưa cười xong, vô địch anh liền chui tiếng Tạ An đang điền, gặp người liền đánh. Hắn sống hơn nghìn tuổi chưa thấy qua nhà ai Nguyên Anh là như thế chiến đấu. Tạ An vội vàng triệu hồi Nguyên Anh, tại vùng đang điền cùng vô địch anh triển khai chiến đấu. Làm sao vô địch anh ra chiêu, chiêu chiêu tinh diệu tuyệt luân, tinh xảo đến cực điểm, Mỗi một lần công kích đều có thể đánh tới tạ An đau nhức điểm, mà lấy độ kiếp kỳ kiến thức đều ứng đối không được loại công kích này, đau hắn ngã trên mặt đất, đầu nành lớn mồ hôi tại cái trán nhấp nhô. Bỗng nhiên, tạ An thể nội bộc phát ra vô tận lực lượng, đem vô địch anh bài xuất bên ngoài cơ thể. Lục Dương một lần nữa nối liền cùng vô địch anh liên hệ, cười nói, Tiền bối, ngươi đây cũng không phải là nguyên anh kỳ chiến lực. Mới tạ An vì không bị vô địch anh đánh đập, vô ý thức sử xuất một phần lực lượng. Được rồi được rồi, tính ngươi thắm, không sao liền cút nhanh lên. Tạ An bực bội khoát khoát tay, thừa nhận mình thua. Lục Dương ôm quyền thu kiếm, quay đầu hô, lão mạnh, chuẩn bị đi. Chờ một chút, tiểu nha đầu này căng cốt đặc biệt tốt. Mạnh cảnh chu trong giọng nói mang theo mừng rỡ. Mạnh cảnh chu cầm lớn chừng bàn tay căng cốt thạch, là phẩm chất loại tốt nhất kia, không cần tiếp xúc, chỉ cần đặt ở phàm nhân bên cạnh, liền có thể kiểm tra ra căn cốt. Hắn gặp Lục Dương cùng tạ an đánh khó hòa giải, cảm thấy thừa dịp này không như đo đo xảo nhi linh căng. căn cốt thạch tại xảo nhi bên người một phương, trong suốt trong viên đá xuất hiện một đạo không có một tia tạp chất băng tinh. Biến dị đơn linh căng, băng linh căn Nha đầu này là băng linh căng. Cái gì, còn có loại chuyện tốt này. Lục Dương nghe nói cũng sướng đến phát rồ rồi, đây là thu hoạch ngoài ý muốn A. À. A, à, vừa rồi quên nói, cái nha đầu kia cũng là độ kiếp kỳ ngươi tại khánh điển lên gặp qua là mị tông thái thượng trưởng lão bất hủ tiên tự nhắc nhở lục dương xảo nhi cô nương cuối cùng từ tình ca ca là vô cực tôn giả sự thật bên trong tỉnh táo lại tản ra cực hàng chi khí làm cho người không rét mà run vô cực nghĩ không ra là ngươi nàng hô non nửa năm tạ ca ca vốn nghĩ âm thầm cho tạ an tài nguyên hưởng thụ bồi dưỡng khoái cảm cuối cùng lại cho thấy thân phận hai người kết làm phu thê không nghĩ tới tạ an là vô cực tôn giả cái này lão hỗn đảng. Tạ an cảm nhận được cổ này lực lượng quen thuộc, biến sắc, đồng dạng giận dữ, thiên kiều, là ngươi cái này lão yêu bà. Hắn còn muốn lấy muốn dẫn lấy xảo nhi cùng một chỗ tu luyện, kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, bắt được xảo nhi phương tâm, tại trong lúc nguy cấp bị ép bại lộ thân phận, chiến thắng địch nhân, cùng xảo nhi song túc song phi, không nghĩ tới xảo nhi là thiên kiều tôn giả cái này lão yêu bà. Lục Dương cảm thấy càng không tử vân cung thật sự là phúc nguyên không cạn, thế mà có thể thu hai đại độ kiếp kỳ vì đệ tử, liền xem như vấn đạo tông đều không có bản sự này. Lục Dương cảm thấy tạ an cùng xảo nhi đi càng không tử vân cung cũng rất tốt, càng không tử vân cung nhiều hai tên độ kiếp kỳ, môn phái khác cũng sẽ không bị hai tên độ kiếp kỳ tai họa, cả hai cùng có lợi cục diện. Mạnh cảnh chu lặng lẽ thối lui đến Lục Dương bên cạnh, xảo nhi, không, hiện tại là thiên kiều tôn giả, thiên kiều tôn giả tán phát hàng ý cống đến hắn quốc tủy đều rét run hiện tại độ kiếp kỳ như thế phổ biến sao đi ra ngoài đều có thể gặp phải hai lục dương nhỏ giọng thầm thì mạnh cảnh chu nghiêm túc nghĩ nghĩ cùng lục dương đi ra ngoài kinh lịch giống như chúng ta mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đụng phải độ kiếp kỳ lục dương giống như đúng là chuyện như vậy vô cực Người lão già này giả trang cái gì tiểu hài tử dáng dấp còn như thế non Xảo Nhi giận dữ mắng mỏ Tạ An, sớm biết Tạ An là vô cực tôn giả, nàng làm sao đến mức ở chỗ này đợi non nửa năm. Lãng phí tình cảm. Tạ An không cam lòng yếu thế, phun một cục đàm, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi khi đó bị mấy cái giặc cướp truy sát, khóc nói với ta, vang cầu ca ca ngươi mau cứu ta, cha mẹ ta, gia phó đều bị cướp vĩ giết, ngươi giả bộ cũng thật giống A. À. Không có ngươi giả bộ giống, cả ngày vây quanh lão khất cái đi dạo, cùng người ta đánh cờ, trà trộn vào cái nguyên anh kỳ tông môn đều như thế quanh co khúc khuỷu. Ngươi vô sĩ. Ngươi không muốn mặt. Hai đại độ kiếp kỳ phát sinh cãi vã, lấy ánh mắt giao chiến, không gian tựa như muốn ngưng kết bình thường, nhìn lục dương hai người kinh hồn tán đảm, sợ đánh nhau. Cái này nếu là đánh nhau, cái thứ nhất xui xẻo chính là hai người bọn hắn. Lục dương đương đại diện tông chủ đại diện tông chủ lúc, nhìn qua liên quan tới hai vị này độ kiếp kỳ tình báo. Hai vị này độ kiếp kỳ là cùng thời đại người, từ nhỏ nhận biết là Thanh Mai Trúc Mã, còn có truyền ngôn nói hai người bọn họ từ nhỏ đã mua thông gia từ bé, vô cực tôn giả bên này gia đạo sa súc thiên kiều tôn giả gia tộc đưa ra từ hôn, hai người lúc này mới không có kết thành hôn. Mặc kệ quy tắc này truyền ngôn là thật hay là giả, tóm lại hai người này gia nhập riêng phần mình tông môn về sau, liền tương hỗ đỏ sức, từ luyện khí kỳ một mực đỏ sức đến độ kiếp kỳ, thuận tiện còn đem bọn hắn riêng phần mình tông môn thăng cấp vì siêu phẩm tông môn. Tại bọn hắn vị trí thời đại kia, hai người bọn họ là lộng lẫy nhất thiên tài, người đồng lứa mắt thấy thiên tư của bọn hắn cũng vì đó hổ thẹn, không sinh ra ganh đua so sánh chi tâm. Bất luận là ở thời đại nào, có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, đều là thiên tài trong thiên tài. Trở thành độ kiếp kỳ về sau, hai người bọn họ có trưởng bối giá đỡ, sẽ không theo trước kia đồng dạng tùy tiện động thủ, mà lại bọn hắn là độ kiếp kỳ, động thủ chính là hủy thiên diệt địa, sau đó khôi phục tương đương phiền phức. Hai người âm thầm đấu số lần cũng không phải số ít, tỉ như thông qua bồi dưỡng đệ tử, để đệ tử ở giữa tiến hành chiến đấu, hoặc là giả mạo đệ tử tiến hành chiến đấu. Lục Dương cùng mạnh cảnh chu thấy thế, lặng lẽ rời đi, sợ đi chậm liền đi không được. Chờ một chút, khoan hãy đi, ngôi miếu này bên trong tựa hồ có một tòa bí cảnh. Bất hủ tiên tử gọi lại Lục Dương bí cảnh ở đâu ngay tại tòa kia trong miếu liên hoa đài đằng sau bất hủ tiên tử cho lục dương chỉ đường tại lòng hiếu kỳ điều khiển lục dương vụn trộn đi vào miếu hoang liên hoa đài đằng sau liên hoa đài sau đều là tro bụi lục dương phủi nhẹ tro bụi lộ ra bí cảnh cửa vào là một chỗ nhỏ lỗ khảm lão mạnh ngươi mau tới đây nơi này có một chỗ bí cảnh lục dương chào hỏi canh giữ ở miếu hoang tổng mạnh cảnh chu Mạnh cảnh chu nghe vậy bước nhanh đi qua Hai vị độ kiếp kỳ nghe nói nơi này có bí cảnh Tạm thời ngưng chiến Nhìn thấy lỗ khảm Cũng rất ngạc nhiên Hai người bọn họ một mực tận tâm tận lực ngụy trang phàm nhân Không có chú ý tới bí cảnh cửa vào liền tại phụ cận Truyền thuyết cửu long thành ngoài thành có một chỗ bí cảnh Chắc hẳn chính là chỗ này Lục Dương suy nghĩ nói Nghĩ không ra thật là có bí cảnh Tạ An kinh ngạc hắn đều tại phụ cận núi rừng bên trong sắp xếp cẩn thận bí cảnh, liền chờ ngày nào gia nhập càng không tử vân cung, trở thành đại sư huynh về sau, tại một lần ngẫu nhiên cơ hội bên trong thu hoạch được cơ duyên. Hắn an bài cơ duyên đầy đủ tự mình tu luyện đến hợp thể kỳ. Tích máu thử một chút. Mạnh cảnh chu đề nghị. Được. Lục dương nhỏ máu, lấp đầy lỗ khảm, lỗ khảm không phản ứng chút nào. Tạ An nghiêm túc phân tích nói, cái này nên là cần dùng một loại nào đó tính vật mới có thể lấp đầy, về phần là tính vật gì cũng không biết. Cái này lỗ khảm làm sao như thế nhìn quen mắt. Lục Dương nghi hoặc. Đúng rồi, tiền bối ngài thử một chút lão khất cái cho lệnh bài. Tạ An nghe vậy, đem tử vân hình dạng lệnh bài an trí tại lỗ khảm chỗ, vừa vặn có thể lấp đầy một phần ba. Chẳng lẽ nói cần ba đại tông môn lệnh bài? Muốn tìm mặt khác hai cái tông môn đi muốn sao? không cần phiền toái như vậy xảo nhi đưa tay nhấn tại lỗ khảm lên nhẹ nhàng kéo một cái xé mở một khe hở không gian nàng chỉ chỉ bí cảnh cửa vào bây giờ có thể tiến vào lục dương bốn người đều rất hiếu kỳ bí cảnh bên trong có cái gì trực tiếp nhảy vào bí cảnh không lớn chủ thể là một tòa cung điện sang trọng bốn người đi đến trong cung điện trong cung điện thờ phụng một pho tượng bởi vì lâu dài không có hương hỏa pho tượng lộ ra rách rưới Tự hồ là cảm nhận được bí cảnh bị mở ra, có người tiến vào, pho tượng rung rẩy một chút, bay ra một trâu tri hoa râm lão giả, lão giả vui mừng nhìn xem bốn người. Chắc hẳn chính là các ngươi bốn người dựa theo lời tiên tri tập hợp đủ ba tấm lệnh bài, mở ra bí cảnh. Đây là ta lưu lại một đạo thần niệm, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, không nên gấp gáp, nghe ta chậm rãi nói tới. Không biết các ngươi phải chăng nghe nói qua tên của ta, ta gọi Trương đạo từng là cái này cửu long thành người mạnh nhất, hóa thần đỉnh phong tu vi, thành chủ thấy ta đều muốn chấp vãn bối lễ. Đáng tiếc ta tiêu giao cả đời, cuối cùng sẽ rơi xuống thọ nguyên hai chữ bên trên. Cường giả cũng không phải là thọ nguyên vô hạn, khi đó ta vô vọng luyện hư kỳ, đại nạn sắp tới, ta đối tử vong không có e ngại, nhưng ta có ba cái đồ đệ, bọn hắn đều rất ưu tú, lại sinh ra khoảng cách, riêng phần mình thành lập môn hộ, thành lập ba đại tông môn, ta sống thời điểm còn vẫn có thể ngăn chặn bọn hắn. nếu ta vừa chết, bọn hắn tất nhiên phát sinh nội đấu. cho nên ta tại trước khi Lâm Trung Lưu lại lời tiên tri, ba tông hợp, ba lệnh chỉnh tề, Phật môn phía dưới có độ kiếp, ta lưu lại một bản tu luyện tới độ kiếp kỳ công pháp. muốn có được quyển công pháp này, nhất định phải tập hợp đủ ba tấm lệnh bài. cái này ba tấm lệnh bài là ba người bọn họ tính vật. các ngươi có thể tập hợp đủ ba tấm lệnh bài chắc hẳn ba người bọn họ đã quay về tại tốt ta rất vui mừng biết lời tiên tri một câu cuối cùng chỉ là nơi này có thể thấy được các ngươi tài trí siêu quần lão giả mở ra một cái rương gỗ nhỏ hồng gỗ bên trong lấy một bản đóng chỉ công pháp đây là ta lúc tuổi còn trẻ từ vô cực môn có được công pháp mặc dù là không trọn vẹn chỉ có nửa bộ phận trước bất quá có thể cam đoan các ngươi tu luyện tới hóa thần kỳ ta chính là dựa vào nó mới tu luyện đến hóa thần đỉnh phong muốn thu hoạch được đến tiếp sau công pháp, các ngươi liền muốn nghĩ biện pháp gia nhập vô cực môn. Tạ An nhìn xem lão giả, chắp tay nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là ai? Tạ An cải biến dung mạo, khuôn mặt, hình thể phát sinh biến hóa, khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, lạnh lùng nhìn xem lão giả. Ta gọi tạ cửu, ngươi cũng có thể lấy gọi ta vô cực tôn giả. Lão giả trầm mặt hai giây, yên lặng quỳ xuống. Thật xin lỗi, ta không nên trộn công pháp. Nếu như có thiếu niên tài tuấn gia nhập càng không tử vân cung, ở thiên phú, phấn đấu cùng cơ duyên gia trì dưới, tu luyện tới nguyên anh kỳ, thống nhất mặt khác hai đại tông môn, tập hợp đủ ba cái lệnh bài, mở ra bí cảnh, thu hoạch được tổ sư gia trương đạo truyền pháp, đạt được siêu phẩm tông môn độ kiếp kỳ không trọn vẹn công pháp. Thuận lợi tu luyện tới hóa thần kỳ. Nếu như vận khí cho dù tốt một chút, liền có thể gia nhập siêu phẩm tông môn, hoàn thiện công pháp, từ đây thẳng tới mây xanh, trở thành độ kiếp kỳ cường giả. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là xác thực có thiếu niên tài tuấn, mà không phải vô cực tôn giả loại này nhiều năm lão quá giả mạo thiếu niên. Suy nghĩ thu hồi, Lục Dương yên lặng nhìn xem một màn trước mắt. Trương Đạo quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, thật xin lỗi, ta không nên trộn đồ, tôn giả ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Trương Đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chính là trộn một bản công pháp, mà lại đi qua lâu như vậy còn có thể dẫn tới vô cực tôn giả vị đại nhân vật này trực tiếp đi tìm tới trương đạo không hơn trăm tuổi hơn tại hắn còn không có lúc tu luyện vô cực tôn giả cũng đã là cao cao tại thượng độ kiếp kỳ là hắn cả một đời đều cao không thể chạm tuyệt thế đại năng quyển công pháp này có vấn đề ẩn giấu đi cái gì lệnh độ kiếp kỳ đều động tâm bí mật trương đạo nghĩ mãi mà không rõ vô cực tôn giả khe khẽ thở dài được rồi đứng lên đi, ngươi bản thể đã chết, lưu tại nơi này bất quá là một đạo thần niệm, trừng phạt một đạo thời gian không nhiều thần niệm có tác dụng gì. Đa tạ tôn giả. Trương đạo lại gặm ba cái đầu, lúc này mới đứng dậy. Bất quá có một chuyện ngược lại là cần ngươi phối hợp. Tôn giả có lệnh trương đạo chắc chắn xông pha khói lửa. Ngày mai ta sẽ gia nhập càng không tử vân cung, quay đầu tìm cơ hội tập hợp đủ ba đạo lệnh bài, sẽ còn đến tìm ngươi, Đến lúc đó ngươi liền giả bộ như không nhận biết ta, đem kia bản công pháp truyền thụ cho ta." Trương đạo nghe được đầu đầy dấu chấm hỏi, Vô Cực Tôn giả nói sự tình vượt qua hắn năng lực phân tích. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải dùng sức gật đầu nói phải. "Vô Cực, ngươi còn muốn tiếp tục đi tới đích." Thiên Kiều Tôn giả trêu chọc nói. Trương đạo nghe được Thiên Kiều Tôn giả đối Vô Cực Tôn giả xưng hô, mồ hôi lạnh ứa ra, từ trong giọng nói nhìn tiểu cô nương này cũng là một vị khó lường đại nhân vật a à. vô cực tôn giả hừ lạnh một tiếng có gì không thể hắn vừa bị lục dương dùng vô địch anh đánh cho một trận có chút không tiếp thụ được sự thật này cần phải đi càng không tử vân cung tìm xem tự tin bốn người rời đi bí cảnh lục dương hai người vội vàng cùng hai vị đại năng cáo biệt cáo biệt sau vội vàng rời đi cách rất xa còn có thể nghe được hai vị đại năng đối thoại ngươi đi theo ta làm cái gì nhìn xem ngươi lão già này đi càng không tử vân cung làm gì. Lục dương hai người bước nhanh rời đi. Hai người về thành bên trong trong chuồng ngựa tìm tới lão mã, lão mã nghiêng mắt thấy hai người. Cửu Long trong thành liền số nó tu vi cao nhất, người khác không cảm giác được ngoài thành động tĩnh, nó cảm thụ nhất thanh nhị sở. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, không phải đi chiêu thu đệ tử khảo sát phẩm hạnh đi sao, vì cái gì các ngươi rời đi phương hướng sẽ có hai vị độ kiếp kỳ khí tức hai ngươi có thể hay không suy tính một chút ta cái này người hộ đạo tu vi. Nhìn như vậy ta làm gì, đều là ngoài ý muốn. Mạnh cảnh chu chú ý tới lão mã ánh mắt nghi hoặc, ăn ngay nói thật, nghiêm túc giải thích. Đúng, ta có thể chứng thực lão mạnh nói. Lục dương chủ động đứng ra làm chứng nhân. Lão mã liếc mắt, hai người tương hổ làm chứng có làm được cái gì? Hai người lên xe ngựa, hỏa tốc trời đi cửu Long Thành, cũng xuất ra sách nhỏ, Tại tờ thứ nhất, Tạ An bên cạnh vẽ lên một cái xiên hào. "Để ta xem một chút cách nơi này gần nhất hẳn là cái này gọi Cố Quân Diệp, U Châu Lâm Thiên Thành người." Trên báo cáo nói, là Vệ Nam Phi sư đệ tại Lâm Thiên Thành làm nhiệm vụ thời điểm, Ngụy Trang Thành tiên sinh dạy học, tại tư thuộc bên trong gặp phải, Vệ sư đệ khen hắn tuổi nhỏ trầm ổn, tâm tư kính đáo, bày mưu rồi hành động, mà lại thành tích học tập rất giỏi. Vệ Nam Phi là cùng Lục Dương cùng một đám tiến vào vấn đạo tông tu luyện chính là phần thiên nhiên huyết công thiên phú mặc dù không như lục dương cùng mạnh cảnh chu nhưng đặt ở ngoại giới cũng là nhất đẳng thiên tài tại tổng quyết tái lên thi thố tài năng là trúc cơ hậu kỳ tổ hạng nhất lục dương nghe xong phân tích nói nói cách khác cái này gọi cố quân diệp không thích nói chuyện thích đoán mò mà lại không yêu hoạt động cũng có thể lấy nói như vậy hai người đang muốn tiếp tục nghiên cứu cố quân diệp tình báo cũng cảm giác xe ngựa lắc lư một cái ngừng lão mã sao rồi mạnh cảnh chu thăm dò hỏi lão mã đánh cái xoan mũi ra hiệu mạnh cảnh chu ngẩng đầu nhìn lên trời trên trời truyền đến một đạo nho nhã tiếng cười mạnh sư đệ ngươi cũng bị lão đái phái ra rồi mặt nho bào thanh niên hạ xuống chào hỏi hắn là nhìn thấy xe ngựa nhận ra quý sư huynh người đến chính là tứ trưởng lão đại đệ tử hợp thể sơ kỳ quý hồng văn lục dương nghe được ngoại giới động tĩnh cũng thò đầu ra quý hồng văn nhìn thấy lục dương liền vui vẻ lão đái đem các ngươi hai đều phái ra rồi xem ra tông môn là thật không ai quý sư huynh ngài đây là quý hồng văn dương lên trong tay sách nhỏ không phải sao lão đái nói ta cả ngày trong núi đợi bất lợi cho tu hành đem ta cũng phái ra quan sát danh sách nhân viên phẩm hạnh ngài quan sát mấy cái rồi mới một cái vừa quan sát xong là cái không tệ người kế tục phụ thân là phàm nhân mẫu thân là tu sĩ nhưng từ tiểu mẫu thân liền mất tích, chỉ để lại nửa khối ngọc bội làm manh mối, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, hắn nói hắn muốn cố gắng tu hành, trở thành đại tu sĩ. Dạng này mới có thể thông qua cái này nửa khối ngọc bội tìm tới mẫu thân. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt lộ ra kiên cường ý chí, chính là căn cốt tương đối bình thường, là tam linh căn, miễn cưỡng đến nhập tông tiêu chuẩn. Ta nhìn tiểu tử này hiếu tâm đáng khen, liền nghĩ hỗ trợ đem hắn mẫu thân tìm ra liền cẩn thận quan sát ngọc bội kia nửa khối ngọc bội nếu là trường kỳ đeo có thể đề cao căn cốt cải thiện thể chất trong ngọc bội còn cất giấu một quyển công pháp chỉ có chờ tiểu tử kia dẫn khí nhập thể về sau mới có thể mở ra thông qua cái này nửa khối ngọc bội ta liền kết luận tiểu tử kia mẫu thân không là bình thường tu sĩ bất quá ta cũng liền có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy vẫn là tìm không thấy người không có cách ta không thể làm gì khác hơn là đi một chuyến thiên sách tông tìm một vị bằng hữu hỗ trợ dùng nhân quả thần thông tìm căn nguyên tố nguyên, tìm tới tiểu tử kia mẫu thân. Vậy ngài là từ thiên sách tông vừa trở về? Lục Dương hỏi. Quý Hồng Văn lắc đầu, ta từ thiên sách tông biết được ngọc bội nhân quả đầu nguồn tại Vũ Châu nhất phẩm tông môn Thính Hải Tông, liền trực tiếp tìm đi qua. Đến Thính Hải Tông mới phát hiện, tiểu tử kia mẫu thân là Thính Hải Tông Thánh Nữ, vi phạm tông môn ý nguyện, vụn trộn cùng một phàm nhân kết làm liền cành. Thính Hải Tông tức giận, về thánh nữ, đem nó trấn áp tại tông môn phía dưới. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, khi quý sư huynh ngài nhất định là quả quyết xuất thủ, cùng Thính Hải Tông tông chủ đại chiến, cứu thánh nữ. Quý Hồng Văn Nghi hoặc nhìn Mạnh Cảnh Chu, "Không có a, à, ta đi báo án, Thính Hải Tông hạn chế người khác tự do thân thể, cấu thành phi pháp giam cầm tội, đây đương nhiên là quan phủ phụ trách sự tình." Vậy bọn hắn một nhà ba người đoàn tụ sao? Lúc này Quý Hồng Văn nhẹ gật đầu, đoàn tụ. Quan phủ cứu ra thánh nữ về sau, bắt một nhóm thính hải tông người, bao quát tông chủ và thái thượng trưởng lão xem chừng muốn quan mấy trăm năm. Trải qua điều tra phát hiện tiểu tử kia đeo nửa khối ngọc bội là thính hải tông chí bảo, là bị thánh nữ trộm đi, nàng phạm vào trộm cướp tội, đoán chừng cũng muốn quan mấy trăm năm. Không phải sao, ta vừa đưa tiểu tử kia đi đại lao thăm tù. Trước khi đi ta nói với hắn, nếu là hắn có tu luyện mục đích, có thể sang năm ngày 2 tháng 2 thời điểm đến vấn đạo tông tham gia nhập môn thảo thí, cũng không biết hắn tới hay không. Lục Dương cảm thấy vị kia chưa từng gặp mặt sư đệ không nhất định sẽ gia nhập vấn đạo tông. Mà lại liền xem như gia nhập người ta tu tiên mục đích là cái gì đều muốn hai chuyện. Vạn nhất là cố gắng tu tiên tranh thủ cướp mục làm sao bây giờ. Nhìn quý sư huynh một bộ làm việc tốt đắc chí dáng vẻ, Lục Dương không có ý tứ nói ra ý nghĩ của mình. Quý Hồng Văn gặp mạnh cảnh chu xe ngựa, chào hỏi là một mặt, làm việc tốt tìm hai người quen khoe khoang cũng là động cơ một trong. Hai người các ngươi đâu, hai người các ngươi là mới từ tông môn ra vẫn là cũng quan sát xong một người. Lục Dương không biết hẳn là giải thích thế nào sự tình vừa rồi, đành phải kiên trì nói ra, đã quan sát xong một người, bất quá hắn đã bị vô cực môn dự định, đoán chừng sẽ không gia nhập chúng ta tông môn. Hai ta thuận tiện còn tìm đến trên danh sách không có hạt giống tốt, là băng linh căng, Bất quá cũng bị những tông môn khác dự định Cái nào tông môn? Mị tông Quý hồng văn hơi có tiếc núi Vậy thật đúng là không may mắn Hai vị này sư đệ ánh mắt hắn là tin được Có thể bị bọn hắn coi trọng người Phẩm hạnh khó mà nói Nhưng thiên phú tu luyện tất nhiên là nhân trung long phượng Kiệt xuất nhân tài Lục dương hai người cùng nhau gật đầu Cũng không phải không may mắn Vậy được, ta đi quan sát người thứ hai đi Quay đầu tông môn gặp Quý Hồng Văn khoát khoát tay, đằng không mà lên, tiến về kế tiếp mục đích. Quý Sư Huynh gặp lại. Xe ngựa chậm rãi di động, lão mã vượt qua không gian, tốc độ cực nhanh, cũng liền là Quý Hồng Văn loại này hợp thể kỳ đại năng mới có thể chú ý tới xe ngựa vị trí. U Châu Lâm Thiên Thành, một tòa cũng không phải là rất thu hút thành trì nhỏ, trong thành tu vi cao nhất bất quá nguyên anh kỳ mạnh cảnh chu đang nghe truyện trên tv audio cv theo thường lệ đem lão mã lưu tại trong chuồng ngựa móc ra tỉ mỉ điều phối cỏ khô lão mã chậm rãi ăn vẫy đuôi một cái hất lên được không tự tại cố quân diệp ở trong thành bạch lộ thư viện lên lớp rất dễ dàng liền có thể tìm tới thánh nhân nói học mà lúc tập chi quên cả trời đất tiên sinh dạy học gật gù đắc ý trên đài giảng bài cố quân diệp ngồi tại nơi hẻo lánh có một loại tránh xa người ngàn dặm khí chất trơn bóng trắng nõn gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn trường mi như liễu thân như ngọc thụ con ngươi ảm đạm vừa vặn nho bào làm nổi bật lên hắn thon dài thân hình lâm thiên thành tập tục tương đối sáng sủa cho dù là nữ tử cũng có thể đọc sách cứ việc cố quân diệp một bộ người sống chớ quấy rầy biểu tình vẫn như cũ có không ít nữ tử nhìn trộm không nghe tiên sinh giảng bài liên tiếp nhìn về phía cố quân diệp cố công tử rất đẹp trai a à. Đáng tiếc cố công tử không phải chính thê sở sinh, là con thứ, không thể kế thừa cố gia gia nghiệp. Kế thừa không được vừa vặn ở rễ nhà ta. Thôi đi, trong thành có bao nhiêu tỷ muội là nghĩ như vậy, có thể đến phi ngươi. Nghe nói trên người hắn còn ẩn giấu đi bí mật gì, có người gặp hắn thường xuyên nói một mình. Các nữ tử khe khẽ bàn luận, len lén liếc hướng cố quân diệp, gương mặt ửng đỏ, trái tim nhảy loạn. Cố quân diệp giống như là không có nghe thấy những nghị luận này âm thanh, chuyên tâm nghe giảng bài làm bút ký chữ của hắn chính như hắn thẳng tắp dáng người cẩn thận nắng nóc cẩn thận tỉ mỉ sau khi tan học có nữ tử vụng trộn đem cố quân diệp gọi vào thư viện phía sau nơi hẻo lánh bên trong lớn mật cho thấy yêu thương quân diệp ta thích ngươi cố quân diệp mắt lạnh nhìn nữ tử kia chính hắn đều nhớ không rõ đây là thứ mấy cái hướng hắn tỏ tình người nữ tử càng đến gần cố quân diệp vượt kích động không thôi trái tim đều nhanh muốn nhảy ra đồng dạng Thật có lỗi, ta còn muốn đọc sách. Còn có, xin đừng nên gọi ta quân diệp, người ta quan hệ trong đó cũng không như thế thân mật. Cố quân diệp vô tình cự tuyệt, hắn đổ kiếp đại năng tại cửu cửu thành tiên kiếp bên trong ngạnh kháng 80 đạo lôi kiếp, chỉ kém một đạo liền có thể phi thăng thành tiên, đáng tiếc tu vi chưa đạt viên mãn, không có vượt qua, tại tiên kiếp vẫn lạc, chẳng biết tại sao đi vào hậu thế. Một thế này, hắn ổn thỏa lại tu luyện từ đầu, trở thành vô thượng chân tiên hắn thân là độ kiếp đại năng, há có thể tiếp nhận bực này phàm phu tục tử yêu thương. nữ tử che mặt mà chạy. cố quân diệp chỉ cảm thấy không thú vị, hắn trở lại thư viện thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, nghe được một trận tiếng ồn ào. một ngu, ngươi thế mà cố ý để ngã một hy sư muội. ta, ta không có. ngươi không có, chẳng lẽ là một hy sư muội mình ngã sấp xuống sao? không, ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi chỉ có ngươi tại một hy sư muội đằng sau, không phải ngươi đẩy còn có thể là ai? Ngươi ngày bình thường làm khó dễ một hy sư muội còn không tính, lần này thế mà trực tiếp động thủ. Mọi người không nên trách tỷ tỷ, ta tin tưởng tỷ tỷ không phải cố ý. Một hy sư muội, ngươi chính là quá thiện lương mới một mực bị một ngu khi dễ. Một hy sư muội, tất cả mọi người ở chỗ này, đừng sợ một mảnh mai nữ tử ngồi trên ghế quần áo có chút lộn xộn nên chính là ngã sấp xuống một hi cố quân diệp biết một hi là một gia người chỉ bất quá giống như chính mình đều là con thứ một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ rất dễ dàng để người sinh ra ý muốn bảo hộ tại trong thư viện thường xuyên có sư huynh để chủ động đi quan tâm một hi còn có một nữ tử lo lắng biện giải cái gì là một ngu một ngu là một hi tỷ tỷ cố quân diệp nghe nói một ngu ỷ vào tỷ tỷ thân phận thường xuyên khi dễ một hy phiền phức nhường một chút các ngươi ngăn trở đường cố quân diệp thản nhiên nói mang theo một cổ mệnh lệnh ngữ khí có chút không vui cùng hắn cùng một chỗ chuyển thế còn có phong ấn tại trong mắt tiên cấp yêu thú thôn thiên thú hắn nếu là tâm tình không tốt liền có thể phân thần để thôn thiên thú trốn tới tai họa nhân gian thấy là cố quân diệp đám người vội vàng tránh ra một lối một hy sư muội Cố quân Diệp cũng học những người khác gọi một hy sư muội. Quân Diệp sư huynh. Một hy cùng cố quân Diệp liếc nhau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngươi cũng chặn đường. A, à, nhà. Một hy lúc này mới phát giác mình ngồi cái ghế vừa vặn bày ở tiểu lộ ở giữa, liền vội vàng đứng lên dọn đi. Cố quân Diệp gật gật đầu hài lòng rời đi. Lục Dương cùng mạnh cảnh chu vẫn giấu kín tại phụ cận, quan sát đến hết thảy, tê một tiếng. Một khi là mình cố ý ngã sấp xuống sau đó vung nồi đến một ngu trên thân chuyện này tạm thời không đề cập tới. Tiên tử, lần này ngươi cùng ta trước nói rõ ràng, cái này gọi cố quân diệp chính là không phải đại năng chuyển thế, hoặc là tán công trùng tu, vẫn là nói đại năng ngụy trang. Có lần trước vết xe đổ, lục dương trước tìm bất hủ tiên tử xác nhận một lần. Bất hủ tiên tử nhàm chán khoát khoát tay, nghĩ quá nhiều, ở đâu ra nhiều như vậy đại năng, hắn chính là cái phàm nhân bản tiên khi nào nhìn lầm qua vậy là tốt rồi lục dương đối với bất hủ tiên tử nhãn lực vẫn còn tin được bất quá tiểu tử này trên thân xác thực có vấn đề vấn đề gì lục dương thẩn trương lên hắn bị người hạ nguyền rủa nguyền rủa thật đơn giản một cái nhỏ nguyền rủa nội dung là chung quanh nữ nhân trẻ tuổi nhìn thấy hắn đều sẽ dẫn phát bệnh tim lục dương đụng một cái bên cạnh trắng răng nghiến lợi mạnh cảnh chu không cần ghen ghét tiểu tử này, hắn tiếp xúc nữ tử đều sẽ mặt đỏ tim rung tăng tốc là bởi vì có trái tim bệnh. Nguyên bản nghe răng tuyết miệng mạnh cảnh chu nghe được lục dương, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, sửa sang lại một chút cũng không sốt xếp cổ áo. Nói lung tung, ai ghen ghét tiểu tử này? Ta bất quá là nhìn hắn số đào hoa quá tràn đầy, dễ dàng diễn biến thành đào hoa kiếp, lo lắng thôi. Lục dương gật gật đầu, xem như tin tưởng mạnh cảnh chu chuyện ma quỷ bất quá người nói hắn trúng nguyền rủa đây là có chuyện gì mạnh cảnh chu từng chịu đến nguyền rủa phản vệ viễn phó hoang châu tìm kiếm giải pháp biết nguyền rủa xử lý ra sao phiền phức lục dương quay đầu đem vấn đề vứt cho bất hủ tiên tử tiên tử nói rõ chi tiết nói thật đơn giản một cái nhỏ nguyền rủa thậm chí đối tu sĩ đều không được tác dụng vẻn vẹn để hắn tiếp xúc đến tuổi trẻ nữ tử tim đập trộn lên cứ thế mãi liền sẽ phạm bệnh tim hiện tại vấn đề còn không tính lớn vẫn chưa tới phát bệnh trình độ thời gian dài liền khẳng định sẽ xảy ra chuyện có thể biết là ai làm sao không rõ ràng có giải chú chi pháp sao cái này ngược lại là dễ dàng bản tiên nhớ kỹ thân phận của người ngọc bài bên trong có tức nhưỡng một chi tinh thiên huyền trúc chỉ cần đem những này đồ vật dựa theo tỷ lệ luyện chế thành đan dược liền có thể giải khai nguyền rủa cùng lần trước mạnh cảnh chu gặp phải nguyền rủa phản vệ khác biệt lần kia nguyền rủa cấp bậc quá cao, bất hủ tiên tử đối với phương diện này không am hiểu, chỉ có thể nghĩ đến giả chết thuật, lần này khác biệt, chuyện này đối với nàng mà nói thuộc về nhập môn cấp bậc nhỏ nguyền rủa, thời kỳ thượng cổ liền gặp qua nhiều lần. Xử lý thuận buồn xuôi gió Luyện chế thành đan, xem ra cần tìm một vị luyện đan sư. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng sẽ không luyện đan. Chỉ cần có thể giải khai nguyền rủa, hạ nguyền rủa người phát hiện dị thường, tự nhiên mà vậy liền sẽ nỗ lực mặt nước hai người theo đuôi cố quân diệp về đến trong nhà cố gia là bản xứ nổi danh kim đan đại tộc hắn là gia chủ nhị nhi tử có độc lập tiểu viện hắn trở lại tiểu viện theo thường lệ làm xong thư viện lưu bài tập lúc này đã là ban đêm hắn đứng ở trong viện giang hai cánh tay chậm rãi nhắm mắt lại tắm rửa ở trong ánh trăng thật lâu hắn mở hai mắt ra nhìn về phía trên bầu trời kia trong sáng ngân nguyệt trong con ngươi để lộ ra hồi ức, tự hồ là đang hoài niệm một vị nào đó cổ nhân. Hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng phát ra cảm thán, nghĩ không ra thậm chí nguyệt hoa chi lực đều như thế mỏng manh, khôi phục tu vi ngày xa xa khó vời, cũng không biết ta cái này một thân tu vi khi nào mới có thể khôi phục, hẳn là bây giờ đã là mạt pháp thời đại sao? Thật hoài niệm lúc trước trong rủi giữa thiên địa mình a, à, cũng không biết thế nhân phải chăng còn nhớ kỹ bản tọa vạn pháp đạo quân chi danh hào, chỉ sợ đã không có cổ nhân không tại chuyện cũ không thể truy a à. hắn cảm thấy mắt phải một trận đau nhức che mắt phải nghe răng nói Thông thiên đạo hữu thế gian chỉ sợ chỉ có ngươi còn nhớ rõ bản tọa thiếu gia ăn cơm quản gia tại cửa ra vào cung kính nói cố quân diệp thu hồi nhớ lại cảm xúc nghĩ không ra bây giờ bản tọa liền tích cốc đều không thể làm được nếu để cho hiên viên kiếm chủ bất phá thánh hiền bọn hắn biết được chỉ sợ muốn cười rơi răng hàm có ngài thích ăn nhất nhân sâm con vịt canh. Biết, cái này đi. Cùng người nhà ăn xong cơm tối, cố quân dịp về đến phòng, lấy ra bút mực giấy nghiêng, nắm góc áo, mài hội họa. Hắn tập trung tinh thần nhìn chầm chầm bút lông nhọn, ngừng thở, một canh giờ sau, một bộ vạn pháp đạo quân chứng đạo mưu toan sôi nổi trên giấy, trống không chỗ viết xuống hắn kiếp trước cuộc đời. 16 tuổi đi vào tu hành chi đạo, 17 tuổi trúc cơ, 18 tuổi kim đan, 19 tuổi Nguyên Anh, đánh vỡ nhanh nhất tốc độ tu luyện, trở thành trẻ tuổi nhất Nguyên Anh tu sĩ, lệnh vô số Nguyên Anh lão quái kiên kỵ, lấy đạo hữu tương xứng. Cố Quân Diệp buông xuống bút lông, hài lòng nhìn xem họa, hắn kiếp trước có họa thánh danh xưng, mặc dù công lực mất đi hơn phân nửa, nhưng họa loại này họa vẫn là không có khó khăn. Hắn thu thập xong văn phòng tứ bảo, bình yên ngủ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh chu trốn ở trên nóc nhà, lúng túng nhìn chung quanh thực sự không muốn tiếp tục giám sát cố quân diệp. Lão Lục, ngươi ở chỗ này nhìn xem tiểu tử này, ta ra ngoài đi dạo. Lục Dương một phát bắt được chuẩn bị chạy trốn mạnh cảnh chu, đừng hòng chạy, lúc trước thành anh em kết bái thời điểm quên đã thề sao, phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mạnh cảnh chu cả giận nói, đánh rắm, ai cùng ngươi bái qua kết nghĩa. Ta nhìn tiểu tử này rất thích hợp tu luyện. Bất hủ tiên tử quan sát hơn nửa ngày về sau, võ đoán có kết luận. Vì cái gì? Lục Dương không hiểu. Ứng thiên tiên mấy người bọn hắn trước kia thường xuyên nói như vậy, còn nói cái này gọi nội tâm thái độ của cường giả, để bản tiên cũng học, mặc dù bản tiên không phải rất có thể hiểu được mấy người bọn hắn ý nghĩ, nhưng chắc là có thể lấy chỗ, nói không chừng xác thực đối với tu luyện có trợ giúp. Lục Dương Sáng sớm, cố quân dịp rửa mặt, đem mình thu thập nhẹ nhàng thoải mái, chạy bộ đi thư viện đại thế sắp đến ta mặc dù còn chưa tới tu luyện tuổi tác lại có thể sớm chuẩn bị chạy bộ cường thân kiện thể rèn luyện thể phách cố quân dịp dọn xong tư thế ánh mắt băng lãnh mà kiên định nhanh chóng chạy hướng thư viện cố quân dịp thích nhất tại sáng sớm chạy bộ sáng sớm trên đường phố người đi đường thưa thớt hắn chạy bộ thời điểm không cần lo lắng đụng vào người đi đường chạy đến một cái đường đi chỗ ngoặt bỗng nhiên một bóng người vọc ra chính là điềm đạm đáng yêu một hy Cố quân Diệp có chạy bộ đi thư viện thói quen, đây là mọi người đều biết sự tình, một khi sớm liền chờ đợi ở đây, chính là vì cùng cố quân Diệp va vào nhau. Mưu kế đạt được. Một khi nhìn xem càng ngày càng gần còn ngăn không được bước chân cố quân Diệp, trong lòng vui mừng, giả bộ như bị hù dọa dáng vẻ, hét lên một tiếng, hai tay không biết sắp đặt đến nơi nào, dạng này thuận tiện cố quân Diệp ôm lấy chính mình. Rất nhanh một khi liền không cười được, cố quân Diệp trực tiếp đem nàng đụng bay xa 2 mét, quẳng xuống đất, té thất điên bác đảo. Một hy sư muội, ngươi không sao chứ? Cố quân diệp cảnh giác nhìn xem một hy, lấy hắn vạn pháp đạo quân trong mắt quan sát, nàng này nghi ngờ mị hoặc tiên thể, tương lai chắc chắn họa loạn quốc gia, không thể có quá nhiều tiếp xúc. Không, không có việc gì. Một hy cảm giác cố quân diệp đụng vào mình thời điểm, giống như là bị một cổ xe ngựa đụng tới, nàng hiện tại cũng choáng váng. Mặc dù tương lai họa loạn quốc gia, nhưng dù sao cũng là mình đụng ngã Cố quân Diệp hảo tâm kéo một hy Tạ ơn quân Diệp sư huynh Cố quân Diệp nhíu mày uống nắng Nam nữ hữu biệt Người ta ở giữa cũng không có bao nhiêu quan hệ Không thể kêu thân thiết như vậy Mà lại ngươi thành tích học tập quá kém Mẫu thân từ nhỏ dạy bảo ta Không thể cùng thành tích học tập quá kém Cùng một chỗ Một hy Ra ngoài ấy nấy Cố quân Diệp đem một hy đưa đến thư viện Một hy gương mặt ửng đỏ Thư viện nam đồng học thấy cảnh này, sinh lòng ghen ghét. Nữ đồng học cũng giống như vậy. Bất quá cũng có đồng học cảm thấy bọn hắn là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Một hy vụng trộn ngẩng đầu quan sát cố quân diệp phản ứng, cố quân diệp chú ý tới một hy đang nhìn hắn, âm thầm nhíu mày, hẳn là một hy nhìn ra trong mắt mình phong ấn thôn thiên thú rồi. Tiên sinh dạy học cầm xích sắc cùng sách giáo khoa lên đài, bắt đầu hôm nay học tập. Thư viện đề xướng không thể chết đọc sách, còn tráng kiện hơn thể phách, giảng một canh giờ sau, để các học sinh vây quanh thư viện chạy bộ. Chờ chạy xong về sau, một hy biến sắc. Một hy sư muội thế nào? Phụ thân cho ta vòng ngọc ném đi. Vừa rồi ta chạy bộ thời điểm liền thả kẹp ở trong sách, hiện tại không tìm được. Cái gì? Phải làm sao mới ổn đây? Các bạn học nghe xong có chút bối rối, ai cũng biết một hy có vòng ngọc, có giá trị không nhỏ a à? Lục soát nhất định liền giấu ở gian phòng này đúng nhất định chính là ở đây không biết là ai đề nghị các bạn học phụ họa nói rất nhanh vòng ngọc bị tìm được một ngu quả nhiên là ngươi trộm đám người đồng loạt nhìn về phía một ngu vòng tay chính là cùng một hy miêu tả nhất trí xanh biết vòng ngọc một ngu lúc này ngươi còn có cái gì có thể nói không phải lúc trước phụ thân cho ta cùng một hy muội muội một người một cái vòng ngọc cái này vòng ngọc là của ta. Một ngu bối rối giải thích. Một hy vòng ngọc không tại, hiện tại vòng ngọc xuất hiện tại ngươi nơi này, ngươi nói là ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Một ngu hết đường chối cãi, này làm sao có thể giải thích? Mau đưa vòng ngọc trả lại cho một hy sư muội. Tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn cái này vòng ngọc góp thành một đôi, trực tiếp cùng muội muội nói liền tốt, làm gì dạng này? Ta có thể chứng minh vòng ngọc là ai? Cố quân diệp bỗng nhiên nói. Đám người nhìn về phía cố quân diệp không rõ hắn làm sao bỗng nhiên muốn thiên vị một ngu. Cố quân diệp khi nào để ý người khác ánh mắt, dùng thanh lãnh thanh tuyến nói ra, sáng sớm ta không cẩn thận đem một hy sư muội đụng xa 2 mét, tình huống lúc đó, một hy sư muội vòng ngọc tất nhiên sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. Các ngươi nhìn một ngu trên cổ tay vòng ngọc, không có một chút xíu tì vết, hiển nhiên là không có bị đụng qua cái thứ nhất phát hiện một ngu có vòng ngọc đồng học không vui nếu là vòng ngọc phẩm chất tốt đụng không xấu đâu cố quân diệp không nhanh không chậm nói ra cái kia còn có biện pháp thứ hai ngươi nhưng có biết quan phủ vì sao thường xuyên để phạm nhân đồng ý sao các ngươi tất cả xem một chút ngón tay của mình bên trong phải chăng có từng vòng từng vòng đường vân cái này gọi chỉ ấn mỗi cái người chỉ ấn đều là khác biệt chỉ cần dùng tay chạm đến cái gì chỉ ấn tự nhiên sẽ lưu lại bất quá lấy người ta chi nhãn nhìn không ra cái gì ta đề nghị báo cáo quan phủ mời người tu hành lấy pháp nhãn phân biệt tự nhiên có thể biết được đáp án tốt vậy liền báo quan rất nhanh quan phủ liền phái tới có tu vi trong người bộ khoái tới kiểm tra một ngu vòng ngọc quá sự làm sao phía trên cũng không chỉ ấn bộ khoái nhíu mày một khi trong lòng cười thầm mời người tu hành tới cũng vô dụng nhà nàng có người tại quan phủ người hầu mưa dầm thấm đất nàng cũng biết chỉ ấn tồn tại nàng cùng tỷ tỷ một ngu đều có mỗi đêm tắm rửa thói quen chỉ ấn đã sớm tại trong nước ấm bị tẩy sạch một ngón tay văn đều không có không có chỉ ấn đã nói lên đây là một ngu vòng ngọc cố quân diệp thản nhiên nói đồng thời nhìn về phía một ngu cùng một hy buổi sáng hôm nay ta đụng ngã một hy sư muội đỡ dậy nàng thời điểm đụng phải nàng vòng ngọc vòng ngọc lên nên có ta chỉ ấn mới đúng bộ khoái đại ca tới thật đúng lúc có thể đem gian phòng này cẩn thận điều tra một lần, nhìn xem vòng ngọc đến tột cùng ở đâu. a, à, ta tìm tới vòng ngọc. Một hy bỗng nhiên nói đối đám người đáp lại ấy nấy tiếu dung. Là bị ta ép đến sách vở phía dưới cùng nhất. Một hy sư muội, ngươi cũng không đáng kể. Chính là chính là, nhiều để người lo lắng. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu một khi không nên đem chuyện này để ở trong lòng. Chờ một chút, sự tình còn không có kết thúc, các ngươi mới tùy ý điều tra người khác, vu hãm một ngu nên cho nàng xin lỗi." Cố Quân Diệp nhíu mày nói. "Cố Quân Diệp, ta khuyên ngươi đừng quá mức." Phát hiện trước nhất một ngu có vòng ngọc đồng học cả giận nói, "Ngươi là muốn để nhiều như vậy người đều cho một ngu xin lỗi sao? Không phải tất cả mọi người, hắn, nàng, nàng, nàng." Cố Quân Diệp điểm mấy người, những này người mới vừa rồi không có nói chuyện không cần nói xin lỗi. "Ngươi còn có một hy sư muội ngươi dù chưa vu hãm một ngu nhưng bởi vì ngươi chủ quan để bộ khoái đại ca một chuyến tay không lãng phí thời gian cần hướng bộ khoái đại ca cùng tất cả mọi người xin lỗi quân diệp nói rất đúng tiên sinh dạy học cầm xích sắt không có thử một cái gõ trong lòng bàn tay âm thanh dọa người đám người bất đắc dĩ bức bách tại áp lực đành phải từng cái xin lỗi sự tình kết thúc về sau một hy tự mình tìm tới cố quân diệp nhỏ giọng nói ra quân diệp kỳ thật giữa chúng ta không cần huyên náo như thế cương. Cố quân Diệp không đáp, hắn đã nói qua, giữa bọn hắn quan hệ không có thân mật như vậy, quân Diệp là ai, dù sao không phải hắn. Quân Diệp, phụ thân ta cảm thấy hai người chúng ta rất thích hợp, buổi tối hôm nay liền muốn hướng nhà ngươi cầu hôn, định ra hôn ước. Cố quân Diệp lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía một hy. Hắn đường đường độ kiếp đại năng chuyển thế, há có thể ở chỗ này phá nguyên dương, ngày hôm đó sao còn thế nào tu hành hắn trầm mặt không nói tiếp tục cúi đầu đọc sách giống như là không thèm để ý chuyện này đồng dạng một khi thấy thế đứng một hồi liền đi nhưng thật ra là nàng tự mình cùng phụ thân nói muốn cùng cố quân diệp thành thân cố quân diệp đối nàng không có cảm giác không quan hệ định ra hôn ước có tiếp xúc lý do kiểu gì cũng sẽ chậm rãi thích nàng sau khi tan học quả nhiên cùng một khi nói một gia người mang theo sính lễ hướng cố gia cầu hôn cố gia gia chủ cũng liền là cố quân diệp phụ thân tại lúc ban ngày liền thương lượng xong đồng ý vụ hôn nhân này hiện tại bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu cố gia cùng một gia đều là kim đăng thế gia bất luận là từ gia thế vẫn là hình dạng cố quân diệp cùng một hy đều là tuyệt phối không được ta không đồng ý vụ hôn nhân này cố quân diệp ở trước mặt tất cả mọi người công nhiên phản đối hai nhà quyết định làm càng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Cố phụ giận tím mặt, cảm thấy có hại mặt mũi. Hắn luôn luôn là không thèm để ý cái này nhị nhi tử. Hôn ước một phe là ta, ta vì sao không nói gì phần. Cố quân diệp không nhìn phụ thân lửa giận, hắn đường đường vạn pháp đạo quân chuyển thế, chính là cửu cửu thành tiên kiếp cũng không thể khiến cho hắn không lưng, hắn sợ qua ai. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, dùng ngươi không được hồ nháo. Ngươi ban ngày đụng vào người nhà một hy, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi dạng này ngày sau để một hy như thế nào gả được ra ngoài. Chúng ta đều là tu sĩ thế gia, ngày sau bước lên con đường tu hành, nam nữ đụng hai lần rất bình thường, chẳng lẽ ngày sau chiến đấu còn muốn phân chia nam nữ hay sao? Hắn kiếp trước không biết chém giết nhiều ít ma đạo nữ tu, chẳng lẽ đều muốn cùng những này nữ tu kết hôn hay sao? Hung hăng càng quấy. Cố phụ nói không lại cố quân diệp, chỉ có thể nói một câu hung hăng càng quấy. Một khi cũng hai mắt đẫm lệ nhìn xem cố quân diệp, quân diệp, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Trước mặt nhiều người như vậy, cố phụ trong lúc nhất thời xuống đài không được, một phụ tới hòa giải, không có việc gì không có việc gì, chính là tiểu hài tự cáo kỉnh, chờ vào động phòng liền chuyện gì cũng bị mất. Ta không vào động phòng. Không phải do ngươi, ta áp cũng muốn đem ngươi bắt giữ lấy động phòng. Cố quân diệp nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, đi tới cửa, đem mấy tên ở ngoài cửa chờ đã lâu bộ khoái mời tiến đến. Bộ khoái các đại ca, ngươi nhìn ta nói cái gì tới, nơi này có bạo lực can thiệp hôn nhân tự do án, bọn hắn muốn mạnh mẽ áp ta nhập động phòng. Hắn biết được mình phải có cái hôn ước, sau khi tan học đi trước báo án, sau trở về nhà. Bí mật quan sát mạnh cảnh chu nhìn về phía lục dương, đối cố quân diệp cho độ cao đánh giá, tuân thủ luật pháp trung thực bản phận làm việc chân thật tu luyện rất phù hợp đái sư huynh tiêu chuẩn chắc hẳn đây chính là đái sư huynh muốn tìm người lục dương cũng gật gật đầu là cái thích hợp nhập chúng ta vấn đạo tông hạt giống tốt hai vị gia chủ tại bọn bộ khoái áp lực dưới bị ép giải trừ vừa mới định tốt hôn ước cố quân diệp cũng không có lựa chọn đem sự tình làm lớn chuyện bạo lực can thiệp hôn nhân tự do tội không cáo không để ý tới người trong cuộc hủy bỏ lên án cũng liền vô sự bọn bộ khoái đi về sau Cố quân Diệp cao mày, đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như phụ thân hắn bởi vì bạo lực can thiệp hôn nhân tự do tội tiếng đại lao, ảnh hưởng hắn khoa cử sao? Xem ra ta đối với luật pháp nắm giữ còn chưa đủ thuần thục. Cố quân Diệp âm thầm tỉnh lại, quyết định đêm nay không hấp thu nguyệt hoa chi lực, mà là tiếp tục luật pháp. Mặc dù hắn là thượng cổ đại năng chuyển thế, nhưng đó là thật lâu chuyện lúc trước, bây giờ hoàn cảnh cùng thượng cổ khác biệt, chỉ có sớm thích ứng mới là chính đạo. Vì thế hắn mới lên khóa nghiêm túc nghe giảng Sau khi tan học cố gắng học tập Thành tích xa xa dẫn trước người đồng lứa Tiên sinh dạy học cũng khoe hắn có thể cao trung bản nhãn Nếu không ngươi đi tìm luyện đan sư luyện chế Có thể giải mở nguyền rũa đang dược đi Lục Dương nói với Mạnh Cảnh Chu Trải qua quan sát Cố quân Diệp chính là đái sư huynh muốn tìm người Vậy liền không có tiếp tục khảo sát phẩm hạnh cần thiết Đương nhiên Nguyên nhân chủ yếu nhất là quan sát tiểu tử này thật sự là quá xấu hổ, mà lấy lục dương cùng mạnh cảnh chu da mặt đều gánh không được được mạnh cảnh chu tiếp nhận bất hủ tiên tử khẩu thuật lục dương viết đan phương luyện đan sư rất dễ tìm thương hội lạc địa kim tiền liền có luyện đan phục vụ mà lại thương hội luyện đan sư cho dù không phải trong thành tốt nhất cũng là có thể đứng hàng năm người đứng đầu đỉnh cấp luyện đan sư đầy đủ luyện chế loại này nhập môn cấp bậc đan dược hi nhi chúng ta đi thôi một phụ nói một khi không nghĩ tới cố quân diệp cư nhiên như thế tuyệt tình, vì không cùng với nàng kết hôn, thế mà đem bộ khoái đều gọi đi qua. Quân diệp, ngươi sẽ hối hận. Mệnh cách ngươi có thiếu, chỉ có ta có thể đền bù mệnh của ngươi, loại trừ ta, ngươi thích bất luận kẻ nào đều sẽ bởi vì ngươi làm hại. Cố quân diệp bất vi sở động, mệnh cách nói chuyện hắn không tin, nếu như hắn tin tưởng mệnh cách, tin tưởng mệnh trung chú định, kia ở kiếp trước liền sẽ không nghịch thiên mà đi, chứng đạo thành tiên tu tiên chính là muốn nghịch thiên mà đi mệnh ta do ta không do trời bất hủ tiên tử chỉ điểm lục dương cũng không thể loại suy nghĩ này ứng thiên tiên bổ loại này người đánh cho đặc biệt hung ác lục dương liên tục gật đầu ứng thiên tiên danh xưng mình là thuận theo thương thiên mà sinh ngươi bỗng nhiên đến một câu ta mệnh có ta không do trời đây không phải cùng ứng thiên tiên đối nghịch à cho dù có loại ý nghĩ này cũng không thể nói ra được Mạnh cảnh chu tại thương hội lạc địa kim tiền lộ ra thân phận về sau, rất nhanh thương hội người phụ trách liền tự mình phục vụ mạnh đại công tử, thái độ phải nhiều thân thiết liền có bao nhiêu, nghe nói mạnh đại công tử muốn luyện chế đang dược, lúc này tìm đến thương hội cấp cao nhất luyện đan đại sư. Theo lý thuyết mạnh cảnh chu luyện chế đang dược tùy tiện tới một cái luyện đan 10 năm luyện đan học đồ đều có thể luyện, nhưng dạng này không thể hiện được đối mạnh cảnh chu coi trọng. Coi như không có mạnh gia đại công tử tầng này thân phận, bằng vào vấn đạo tông nguyên anh kỳ đệ tử mấy chữ này cũng có thể thu hoạch được giống nhau đãi ngộ. Đây là có thể cùng hóa thần kỳ hoạch ngang bằng tồn tại, mà trong thành người mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh kỳ. Đúng rồi, đang dược nếu có thể hòa tan ở trong nước vô sắc vô vị cái chủng loại kia. Mạnh cảnh chu nhắc nhở, hắn chuẩn bị trộn đạo cho cố quân diệp phục dụng đang dược. Ách, mạnh công tử, ta nhắc nhở một câu, đầu độc là phạm tội thương hội người phụ trách không biết đang phương tác dụng, hảo tâm nhắc nhở Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu mặt đen lên, ta biết. Rất nhanh, hay bên trong thịnh phóng lấy một hạt màu xám đang dược. Mạnh Cảnh Chu hơi có thất vọng, đổi lại là đang đỉnh phong người luyện chế, làm sao cũng muốn có một đường đan văn mới đúng. Bất quá cũng không thể quá bắt bẻ, bây giờ đi đâu tìm đang đỉnh phong sư huynh, có thể giải mở nguyền rủa là được. Mạnh Cảnh Chu nhận lấy đang dược, đi cố gia cùng Lục Dương tụ hợp. Quan sát thế nào? Giày sắp bị móc phá. Mạnh cảnh chu xuất ra đang dược, bất hủ tiên tử nhìn thoáng qua, xác định đây chính là nàng miêu tả cái chủng loại kia đang dược. Mạnh cảnh chu lúc này mới yên tâm đem đang dược hòa tan tại cố gia cơm tối con vịt trong canh. Cố quân diệp uống xong con vịt canh, lau lau rồi miệng, cũng không có biểu hiện ra dị thường. Không có phản ứng. Bất hủ tiên tử liếc mắt, ngươi muốn cái gì phản ứng, mặc dù nguyền rủa là dùng tại tiểu tử này trên thân, nhưng hiệu quả là đối người chung quanh sinh ra ảnh hưởng, giải khai nguyền rủa về sau, tiểu tử này đương nhiên không có cảm giác gì. Đi, đi một gia nhìn xem. Lục Dương chào hỏi mạnh cảnh chu, một khi biết được hôn nhân giải trừ sau phản ứng rất khác thường. Hai người sờ soạn đi vào một gia, nhìn trộn một khi khuê phòng. Trong khuê phòng, một khi cắn răng nghiến lợi nắm vuốt một cái màu đỏ người giấy, màu đỏ người giấy mặt sau viết cố quân dịp ngày sinh tháng đẻ. Cố quân dịp, ngươi sẽ hối hận màu đỏ người giấy là nàng từ ngoài thành miếu thần tiên bên trong cầu tới bảo bối có thể để trường kỳ tới gần cố quân diệp người đều mắc bệnh tim cứ như vậy cố quân diệp cũng chỉ có thể cưới nàng bỗng nhiên người giấy tự đốt bắt đầu đưa nàng ngón tay bị phỏng để nàng hét trầm lên bị đau không thôi không chỉ là tay đau nhất tâm cũng vô cùng đau đớn a à, người giấy làm sao lại bốc cháy lên vì để cho người giấy không mất đi hiệu lực, nàng mỗi ngày đều muốn tại người giấy dọc một giọt máu, đem giấy trắng người ngạnh sinh sinh nhuộm thành người giấy đỏ. Đây thật ra là luyện chế bản mệnh pháp bảo thủ đoạn, bây giờ bản mệnh pháp bảo thiêu hủy, nàng lọt vào phản vệ, đau lòng chính là biểu hiện một trong. Đi miếu thần tiên Nàng bỗng cảm giác đại sự không ổn, bối rối phía dưới, chạy trốn tới ngoài thành miếu thần tiên bên trong. Theo sau, lục dương cho mạnh cảnh chu truyền âm. Bọn hắn đến Lâm Thiên Thành tính toán đâu ra đấy cũng mới không đến hai ngày, chưa nghe nói qua cái gì miếu thần tiên. Ai cũng không biết miếu thần tiên là khi nào thành lập, phản phất trong vòng một đêm liền xuất hiện bình thường, miếu thần tiên vị trí bí ẩn, rất ít người biết. Một khi là ngẫu nhiên một lần tại đồng học trong miệng biết được, nói khảo thí trước đó bái cúi đầu miếu thần tiên, có thể thi cái thành tích tốt. Miếu thần tiên không có người coi miếu, cũng không có hương hỏa, chỉ có một tòa mặt hướng hòa ái tượng bùng lão giả pho tượng, miếu bên trong sạch sẽ như mới, phản phất trong cõi u minh có thần tiên phù hộ nơi này đồng dạng. Thần tiên, ta người giấy thiêu hủy. Một thanh âm tại miếu bên trong quanh quẩn, là có người phá giải nguyền rủa chi pháp, người lọc vào phản vệ. Mà phá giải người đã trong bóng tối đuổi tới. Lục dương giật mình, bị phát hiện. Tu vi của đối phương cao hơn hắn cùng lão mạnh cường đại vô song xung kích phóng tới lục dương cùng mạnh cảnh chu lục dương vội vàng móc ra thanh phong kiếm ngăn cản mạnh cảnh chu hét lớn một tiếng nổi lên cơ bắp dùng thân thể ngăn cản song phương trên lệch cảnh giới quá lớn hai người trực tiếp bị quét ra miếu thần tiên đụng vào ngoài miếu trên cây to lớn tượng bùng giống như là sống tới mở hai mắt ra đi xuống bàn tay vịn cửa miếu xoay người từ trong miếu đi ra cao ba mét tượng bùng mắt lạnh nhìn hai người tiên tử đây là cái gì? Đây là tín ngưỡng cung phụng thủ đoạn, hắn chân thân bởi vì không biết nguyên nhân không cách nào tiếp tục sử dụng, bỏ không linh hồn. Vì thu hoạch được nhục thân hắn ở chỗ này kiến tạo chùa miếu, thỏa mãn tính đồ nguyện vọng thu hoạch được tín ngưỡng. Đây là đại càng thời kỳ thủ đoạn A. Lục Dương cắn răng, nếu như nói đại ngu vương triều đặc điểm là quốc sư chế độ, kia đại càng vương triều đặc điểm chính là thần đạo cùng tín ngưỡng. Cảnh giới đâu? hợp thể kỳ. Tượng bùng mắt lạnh nhìn hai người, nhếch miệng lên một vòng nhân tính hóa cười lạnh. Hai cái không biết sống chết tiểu bối, nhìn các ngươi dạng này nên là cái nào đại tông môn ra thiên kiêu. Ta vốn không muốn tạo thành sát giới, ai bảo các ngươi biết được ta tồn tại, giữ lại không được các ngươi. Hợp thể kỳ uy áp bao phủ hai người, ép tới bọn hắn không cách nào động đậy. Bỗng nhiên, chân trời truyền đến một tiếng tê minh, giống như là trong truyền thuyết long ngâm một thớt không có một tia tạp mau bạch mã đạp không mà tới, một cước đá ngã lăng tượng bùng, ánh mắt kiệt ngạo, bá đạo vô cùng. Bạch mã cái tráng vài miếng vẫy rồng, trong đêm tối tản ra yếu ớt ánh sáng. Tượng bùng bị đá lộn mèo, nhìn chồng chọc vào bạch mã. Đại yêu vương Nơi này làm sao lại xuất hiện long mã tộc đại yêu vương? Tượng bùng gặp gỡ lão mã rất kích động, lão mã gặp gỡ tượng bùng càng kích động. Không dễ dàng a à. Nó rốt cục có thể là một hồi người hộ đạo. Đụng phải một cái hợp thể kỳ đối thủ dễ dàng à? Mạnh cảnh Chu tiểu tử này rốt cục dẫn tới một lần hợp thể kỳ địch nhân rồi, mà là chỉ có một cái. Khi nó tại trong chuồng ngựa cảm nhận được ngoài thành truyền đến động tĩnh, hắn trước tiên liền chạy tới. Sợ đằng sau xuất hiện vượt qua nó phạm vi năng lực địch nhân. Lần này là cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tượng Bùng nhìn chằm chằm lão mã đối phương huyết mạch thuần khiết, tuyệt đối là sinh hoạt tại Đông Hải Long Mã nhất tộc Đại Yêu Vương. Ngươi Tượng Bùng vừa nói một chữ, lão mã dẫm đạp không gian, phía sau có trắng noãn chân long hư ảnh hiển hiện, đây là thuần khiết long mã nhất tộc tiêu chuẩn. Trắng noãn chân long hư ảnh bàn thành hình tròn, tựa như trên trời mặt trăng. Lão mã sao lại cho tượng Bùng cơ hội nói chuyện, đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng. Tượng Bùng không nghĩ tới lão mã như thế không tuân theo quy củ, liền vài câu lời xã giao đều không nói, trực tiếp khai chiến. Hắn là đại ngu tu sĩ, tại dài dằn dặt hơn 10 vạn năm bên trong, ngủ say thủ đoạn xuất hiện vấn đề, khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện thân thể đã mục nát, chỉ còn lại linh hồn. Hắn không còn cách nào khác, đoạt xá lại muốn làm lại từ đầu, không chừng phải hao phí bao lâu thời gian, hắn lựa chọn là đại càng vương triều truyền thừa tính ngưỡng tố thân pháp, tuyển tại lâm thiên thành như thế một cái không quá thu hút thành trì hắn cảm thấy mình đủ cẩn thận, nơi này mấy chục năm đều không gặp được một cái hợp thể kỳ, cái này đêm hôm khuya khoắc êm đẹp, liền có thể đụng phải hợp thể kỳ đại yêu vương. Đây là từ đâu xuất hiện yêu tộc, các ngươi đại hạ mặc kệ quản sao. Nương theo lấy lão mã một tiếng hưng phấn long ngâm, trung trung lông tóc, nhảy lên, khí huyết hóa thành lửa nóng hừng hực, đạp trên tường vân cùng liệt diễm xung kích tượng bùng. Mã đạp thiên hạ. Tượng bùng mười ngón tề xuất, trống rỗng xuất hiện vô cùng vô tận nước, hình thành lớp kính tường nước ép hướng lão mã lão mã miệng liệt rất lớn mi tâm vẫy rồng lấp lóe hai lần tường nước từ giữa đó tách ra lão mã nhanh như tên bắn mà vụt qua phân thủy thuật nó lâu dài sinh hoạt tại đông hải đồ bẩn nước biển dễ như trở bàn tay đối phương lại dám tại trước mặt nó chơi nước quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào tượng bùng không nghĩ tới lão mã có thể tùy tiện xuyên qua tường nước làm rối loạn cơ hội công kích bốn cái vó ngựa cùng nhau đạp hướng tượng bùng, giống như là bốn tòa vạn quân đại sơn, trực tiếp đưa nó đạp nứt. Kinh người quá đáng. Tượng bùng giận dữ, hắn coi như không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng không nên bị cùng cảnh giới yêu vương đánh thảm như vậy. Tượng bùng mi tâm vỡ ra, lộ ra con mắt thứ ba, đây là trời sinh thần nhãn, mặc dù không sánh bằng tiên đạo thiên nhãn, nhưng cũng có rất nhiều ảo diệu, giúp hắn trong hợp thể kỳ biểu hiện siêu quần bạc tụy con mắt thứ ba phóng thích một vệt kim quang lão mã bị định tại chỗ kia không gian không thể động đậy lão mã không có bối rối ngược lại lộ ra vui sướng tiếu dung lão mã đỉnh đầu xuất hiện hai con thần dị sừng chính là long tộc mới có sừng rồng nó hí dài miệng mũi phun ra một mụn yêu khí mồ hôi chảy xuôi bốc hơi hóa thành sương mù tượng bùng gắt gao cắn chặt răng muốn cưỡng ép trấn áp lão mã nhưng lão mã đã lộ ra sừng rồng sao lại bị hắn trấn áp Lão mã nhanh như thiểm điện, ngự ánh sáng mà đi, cái cổ có chút cúi xuống, lấy sừng rồng chống đối tượng bùng. Kim giáp y hộ pháp thần ấn. Tượng bùng mi tâm đánh ra một cái ấn, đây là hắn tại từ Phật quốc học được Phật ấn, quy lực cực lớn. Nhưng tại lão mã trước mặt, Phật ấn tựa như một tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách, tượng bùng bị sừng rồng va chạm, nửa người dưới bị đụng nát, sừng rồng bắn ra trăm ngàn đạo mẫu kim chi khí, đem nửa người dưới trảm vỡ nát tượng bùng lấy con mắt thứ ba thi triển rất nhiều thần thông, chiếu rọi bầu trời đều sáng lên, giống như là ban ngày, lại đều bị lão mã hóa giải. Tượng bùng đang bị động phòng ngự phía dưới, liên tục bại lui. Lão mã đủ hưng phấn. Mạnh cảnh chu thầm nói. Gần ba năm, hắn chưa thấy qua lão mã như thế sinh động thời điểm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ngươi ngày sau chắc chắn lọt vào truy sát. Tượng bùng hét lớn, trong lúc nhất thời không biết là phô trương thanh thế vẫn là uy hiếp. Lão mã nghe xong hưng phấn hơn cái này mang ý nghĩa tượng bùng hiện tại không có giúp đỡ. Vậy còn không dùng sức đánh. Phía sau bạch long hư ảnh cùng lão mã hòa làm một thể, long huyết sôi trào, loạn xị bát nháo, lão mã hóa thành trăm trượng long mã, mi tâm vẫy rồng trải rộng toàn thân, tựa như trắng ngoãn khôi giáp. Nếu là có cùng lão mã giao thủ qua tu sĩ nhìn thấy một chiêu này, nhất định có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Long chiến vu giả, đây là liền mạnh cảnh chu phụ thân cũng không dám ngạnh kháng chiêu thức. Không. Tượng bùng phát ra tuyệt vọng gào thét. ầm ầm. Tượng bùng đang trùng kích dưới hóa thành một mịn, chết không toàn thay. Lão mã đắc ý đánh cái mũi vang, khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Thoải mái. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền dẫn tới quan phủ chủ ý, thành chủ vội vàng dẫn người tới xem xét tình huống. Thành chủ đại nhân tới thật đúng lúc, cái này gọi một hy cho người hạ nguyền rủa Bị chúng ta tóm gọn Lục Dương đem một hy sách ra Nếu không phải vừa rồi Lục Dương che chở Một hy có thể hay không sống sót Đều là hai chuyện Đồng thời Lục Dương hai người còn ra bày ra Vấn đạo tông thân phận Ngọc Bài Chứng minh thân phận Thành chủ kinh nghi bất định nhìn xem hai người Đây chính là vấn đạo tông đệ tử sao Bắt cái phàm nhân thế mà có thể Náo ra động tĩnh lớn như vậy Khục, cũng là không chỉ là Bắt cái này phàm nhân Nguyên bản nơi này có tòa miếu thần tiên, bên trong thờ phụng một cái cổ đại hợp thể kỳ. Mạnh cảnh chu lúng túng giải thích, miếu thần tiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã bị sang bằng. Thành chủ nghe xong mạnh cảnh chu miêu tả, sợ không thôi, cách hắn quản hạt địa phương gần như vậy, liền có ẩn tàng cổ đại hợp thể kỳ. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Đều là thuộc bổn phận sự tình thôi. Hai người chúng ta còn có việc, đi trước. Hai người ôm quyền, đem một hy giao cho thành chủ xử lý, bọn hắn cùng lão mã trở về trong thành. Bọn hắn còn có chuyện không có làm. Đo một chút cố quân Diệp Linh Căng. Lục Dương nói. Cố quân Diệp Phàm là có tam Linh Căng trở lên tư chất, đều có thể tham gia vấn đạo tông khảo nghiệm. Lúc này đêm đã khuya, vốn nên là thời gian ngủ, lần chiến đấu này động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người đi lên, bao quát cố quân Diệp. Cố quân Diệp chắp tay ở trong viện run rẩy, phơ phất gió mát gợi lên hắn lọn tóc hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến đấu phương hướng địch nhân muốn tới sao mạnh cảnh chu ẩn tàng thân hình dùng căn cốt thạch tại cố quân diệp bên cạnh lung lay một chút căn cốt trong đá bộ xuất hiện thuần khiết không tì vết nước đoàn lớn bằng nửa nắm tay ồ thủy linh căn a tiểu tử này thật đúng là đủ có thể đã phẩm hạnh cùng tư chất đều không có vấn đề lục dương hai người hiện thân dọa cố quân diệp một chút cũng may cố quân diệp có vạn cổ không đổi đạo tâm rất nhanh liền khôi phục lại hắn lẳng lặng nhìn lục dương hai người nhẹ giọng thở dài một ngày này cuối cùng là phải tới rồi sao chúng ta là vấn đạo tông đệ tử ngươi có lẽ nghe nói qua hai người chúng ta danh tự ta gọi lục dương hắn gọi mạnh cảnh chua hai người đều là tại bình thư bên trong xuất hiện khách quen nghe được tên của hai người cố quân diệp ánh mắt thay đổi hiên viên kiếm chủ bất phá thánh hiền nghĩ không ra hai người các ngươi cũng chuyển thế. Lục Dương Mạnh Cảnh Chu Mạnh Cảnh Chu trầm mặt một chút mới nói ra. Trải qua hai người chúng ta khảo sát, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi phẩm hạnh cùng tư chất đều phù hợp chúng ta vấn đạo tông điều kiện nhập môn, sang năm ngày 2 tháng 2, ngươi có thể tới vấn đạo tông tham gia nhập môn khảo nghiệm. Đây là tiếng về tông môn địa đồ cùng lộ phí. Mạnh cảnh chu cho cố quân dịp một phần địa đồ cùng một ít linh thạch làm xong hết thảy, hai người vốn định rời đi, lại bị cố quân diệp gọi lại. Chờ một chút, có thể hay không thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, muốn ta làm cái gì đều có thể. Ngày thứ hai, trong thư viện đều là thảo luận tối hôm qua chiến đấu âm thanh, có người nói là đại tu sĩ chiến đấu, có người nói là tại độ lôi kiếp, còn có người nói là yêu tộc đánh tới, chúng thuyết vân vân. Khi đi học mọi người mới phát hiện một khi hôm nay không có tới lên lớp một ngu nhớ tới tối hôm qua tiến vào trong nhà điều tra quan phủ có chút thất thần cố quân dịp ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí hoàn toàn như trước đây nghiêm túc nghe giảng bài bỗng nhiên hai đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở phòng học cổng cổng ánh sáng thấy không rõ hình dạng tiên sinh cùng dưới đài các học sinh cùng nhau sững sờ không biết hai người này là ai các ngươi là ai tiên sinh dạy học quát hỏi chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia đi vào phòng học giống như là không có tiên sinh dạy học quát hỏi đi thẳng tới ngay người cố quân diệp trước mặt ông quyền nói nghiêm túc đạo hữu rốt cuộc tìm được ngươi chúng ta gặp nguy cơ trước đó chưa từng có chỉ có ngươi có thể giải quyết thế giới này cần ngươi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha